Nè, dâu chín quá chừng rồi nè. Đó, quá chừng dâu chín nè. Ngày nào cũng ra hái mà sao nó chín cái kiểu gì nhanh ghê. Nó có nhiều cho chín quá nè. Bên này cũng có nhiều cái chín lắm nữa nè. Rồi, đứa Vi coi dưới nè, cái dưới này nhiều lắm nè Vi. Nè, broccoli hả? À. Cái bông cải xoăn bay xanh bây giờ nó nhiều lắm. Trời lạnh lạnh nó mọc ra nhiều lắm. Wow, trái này nó chín nó căng mọng luôn nè. Trái này ăn là ngon lắm nè. Ôi. Trái này chấm bánh mì. Ôi ôi trời ơi. Muốn bay cho bánh mì hả? Phải ăn đi. Em nó kêu kìa. Ở đây cái trái dâu nè, chín quá trời luôn nè. Đó. Trái này mà ăn thì ngon, khỏi phải nói rồi, phải chê luôn nè. Rất là ngọt. Khi mình trồng dâu ở nhà ăn cái vị nó ngọt mà nó ngon hơn mình mua ở chợ rất là nhiều luôn đó. Ngon quá. Ở đây còn nhiều trái chín lắm luôn á, mình cứ hái mình ăn từ từ thôi. Wow. Ngọt lắm luôn á. Chua tí xíu thôi. Ngon quá. Quá ngon. Ngon quá xá là ngon. Đây con có một trái nè. Ngon quá. Cái vị nó ngọt mà rất là đậm đà, mà nó mềm, nó không có ngọt như mà ngọt nước ở khi mình mua ở ngoài đâu. Cái này là ở ngoài mua organic á, nhưng mà nó ngọt cũng không có cái vị mà ngọt đậm đà như vậy được, mà nó cái trái nó không đặc như vậy. Ở ngoài nó thường nó giống như nó mọng nước nhiều hơn. Ngon quá. Mâm xôi nó có chín hồi hồi luôn nè. Mấy trái nhìn dễ thương quá. Rồi, thái trái trên này luôn nè. Chín đây nè. Rồi. Chưa rửa, phải rửa mới ăn. Phải rửa đã. Chưa có rửa mà. Ôi chùi trời ơi. Ngon không? Ngon không? Hôm nay bầu nhà mình nó lớn quá chừng rồi nè. Đó, có thêm trái nữa nè. Hai trái bự quá chừng bự luôn. Đó. Hai trái này là hái ăn ngon lành rồi nè. Hôm nay nhờ anh xã đẹp trai hái giùm nè. Hái hai trái vô luôn đi. Hái vô luôn đi anh. Wow, bự quá. Wow, trái bầu bự quá. Còn trái này nữa nè. Ông xã đi lấy ghế để hái nè. Tại cái bầu này nó cao quá. Hai trái bầu dài quá. Vi giữ hai trái bầu hả? Rồi hái cà chua nè. Hôm nay hai má con mình hái cà chua vô làm mì spaghetti nè. Wow, cà chua chín nhiều quá nè.
Cà chua chín quá trời nè, Vi phụ 12 nè. Ôi ơi, nè, trái chín quá chừng luôn nè. Trong này, nó chín quá nó rụng luôn nè, đó, rụng mấy trái này nè. Rồi qua này hai bên này nữa mình làm mì Ý ăn nè. Ôi hôm nay cà chua chín nhiều quá. Này nè Vi ơi, wow cà chua nhiều quá nè, hai mấy cái này vô nè. Ừ, Vi lại đây Vi đưa cái rổ cho mấy mì nè. Nè, Vi hái nè. Ô nó rớt con trái rồi, nó bị rụng luôn rồi. Chín quá nó rụng rồi. Nè, nhiều quá ha, mà tuột xuống nhà luôn rồi. Có phụ Vi hái đi. Có hái mấy chín á, phụ mày đi, đúng rồi. Có hai trái xanh rồi, được hai trái xanh. Lỡ ra thôi. Nhưng mà có hai mấy chín nè, còn hai mấy trái xanh nữa. Cây xăm đắt gái, con gái để mình ăn ăn nấu canh giống như ăn canh mồng tơi đó. Con gái hỏi cây này cây gì nè, cây xăm đắt nè, cây này mình ăn giống như ăn canh mồng tơi vậy đó. Nè cà chua chín quá chừng rồi nè. Cái này mấy bữa mình trồng rồi, cái rau chứ giáp cá xuống này bây giờ nó lên tốt rồi nè, nó mọc lên tốt quá chừng nè. Rồi hái thêm cà chua nữa nè, hái hết cái cà chua này vô luôn nè. Vô làm mà mì Ý ăn nè. Nhiều lắm, hái hết cho luôn nè. Cà chua mà nó chín nó căng mọng luôn nè. Cà chua này là ăn ngon lắm luôn đó. Ngọt dữ lắm nè. Ngon quá. Đây luôn cái cà chua này nè. Ngon lắm luôn. Nó căng ô. Con gái của mình nè. Nè cụng nè, cụng nè. Cụng. Ngon quá là ngon. Hai chiếc phụ qua mình nó cũng lớn rồi nè. Mình hái được luôn rồi nè. Có hái phụ qua vô cho nó đi chiên trứng luôn nè. Hai củ qua này nó cũng ngon lành rồi nè, để này vô chiên trứng được rồi. Đây nè. Mà cái này hơi nhỏ để cho lớn xíu nữa. Cái trên này nó cũng còn hơi nhỏ nè. Cái trái cái này nè, nó cũng còn hơi nhỏ cho mình đợi cho nó lớn xíu. Mùa này cái nhà mình vẫn còn có mướp hương nè, còn cái mướp hương nè. Đó dễ thương không? Trong kia cho mấy cái mướp mình để lâu á nó già mất tiêu. Đây có mấy trái cà chua nhỏ nhỏ tí ti nè, dễ thương lắm nè. Trái này chứ ăn là nó ngọt, nó ngon dữ lắm luôn á.
Rất là ngon, ngon lắm luôn á. Đang ra vườn hái cà chua ăn mà gặp hai chú chim này dễ thương quá. Chào tạm biệt cả nhà đã xem video của Thương nha. Xin đừng quên bấm like, subscribe cho Thương nha. Cảm ơn cả nhà. Tạm biệt.